Hello, giờ lúc các bạn nghe, giờ mình đi câu cá, đầu mình chỉnh sửa cái để cầm con ra, bộ dụng cụ lên em, mình đang cầm cần câu, và dung, ok mình sẽ bỏ vô nha, cắt đi. Cacu, 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 đây là chỗ nghi mốt của tụi mình nha. Ra chỗ kia luôn, chạy nó ra chỗ kia luôn cũng được mà. Ê, hình như dùng cụ đi chỗ kia đúng không? Ừ. Đi ra nè. Mình sẽ lấy dùng cụ camera lên nè. Giếp thì không cần. Vậy đó. Cho nên mình gắn cái cây vô đó mà. Jason. Mình sẽ thay đổi nha. Ok. Anh biết rằng lên mà lên lẹ nữa. Để cầm vô hổ. Rất em ái nha. Anh đi. Cái như nước không? Ok mình đợi xíu. Ok mình đang đây nha. Đi ngay trước. Mình sẽ trốn mình nha. Quên, Bình đi xa quá.
Nhưng mà mày cái là mày cho. Rồi mày cho tôi. Tao lại cái chương trình. Anh Binh như thế nào rồi anh Binh ạ? Ta làm cách đập. Ta làm đập tôm hiệp ngon quá. Anh Binh có đừng nhận máy nha. Tin gì quá. Nhanh ngay. Anh Binh đã tương tác với thằng Binh. Đi rất cũng tái rồi thôi nghe. Anh Biên đang câu cá ra chuyên nghiệp à. Đập tôm hiệp. Ngoan 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 ngoan. Bà mày đang qua nha, tự nhiên thấy một con rén nha các bạn. Thiểm dưới biển. Nè, mình lượm nè. Đâu. Đâu. Sổ. Thiệt mày. Mà qua kể vô. Sao nó đớp quá. Thiệt. Quý, nó phớt con rén nè mày.
vân ráng đâu? Ráng gì đó, ráng gì mà? Răng mối. Răng mối. Tự ra thì chà luôn á. Đi coi răng thiệt là chạp bả kiếp mới đầu rồi. Bả kiếp bả đà. À, không lan bộ chúa. Bi, Bi, sau đây mình sẽ bị diễn vật có một số nước chả này Bi. Làm sao tao gặp mày? Thôi tao nguy hiểm quá. Không. Thôi ra ngoài. Đây nè mày. Đó, 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 đó. Okay. Bây giờ bên hậu sẽ lên nhãn nữa bọn. Bên sau đây xuống bên đây nhà yếu đây dưới con cua nha biên sao biên hao nha sao tên á được cái ló tà quá biên hao ủa đó nó xa xa đúng không ơ ra tập cũng làm một phát ê không đâu dính nước rồi chẳng ra nó bị ẩm yên hâu đang thả nha các bạn bỏ đây nè mày chưa biết bộ nghi móc xí đi bọn ơi mình đuối lắm rồi mình mới sức rồi thôi mình sẽ sắp video rồi đây thấy video này ha nhưng mà ra đăng ký đoạn mọi em mình ok nha các bạn, từ nãy con mình với thằng Binh dở nha các bạn. Có bọn bọn Quy hạt rất giỏi nha các bạn. Anh Quy rất là câu chứ. Hạt thì giấu, mà cao thì giỏi. Đúng không? Ừ. Ở xuống nước đã. Biến từ nãy mà dễ đúng không Biên? Dễ được đâu chị. Thằng Quy này chắc Biên mới coi dưới đây nè. Đây có tàu. Biên có đúng không Biên? Qua clip có đúng không Biên? Lừa lừa. Ui sợ gì? Mày mà muốn chơi mẹ không? Tao chơi cho.
thả xuống đi Bi. Sạch ông lắm. Ok. Bye bye.